cho mọi người, không biết ở đây có ai giống mình không? Về nhà chồng làm dâu thì sợ nhất không phải là mẹ chồng mà là em chồng. Vì hai nhà cũng gần nhau nên danh tiếng của em ấy mình đã nghe đến thuộc lầu. Hung dữ, đánh đá, ăn nói sắc sảo. Mẹ mình buôn bán ở chợ còn hay nhắc đến em ấy kiểu trả giá đến nỗi đồng tiền chảy nước. Nói chung, nói về em ấy không có ai khen hay nói điều gì tốt cả. Có người còn tỏ ra ái ngại giùm mình khi quyết định làm dâu em chồng. Đúng là ngay ngày đầu tiên mình đã choáng bởi trình độ ăn nói có bằng cấp của em chồng. Chẳng là có một người hàng xóm đem bịch rác vứt trước cửa nhà mình. Em ấy đang quét sân thì thấy được. Ngay tức thì em ấy phóng đến, cầm ngay bịch rác rồi bon bon đến thẳng nhà người ta vứt trả lại. Em ấy còn lên giọng cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa. Đừng có tưởng là hàng xóm nhà tôi thì muốn làm gì cũng được. Ai nhịn chứ tôi thì méo. Có ra đây, cầm ngay cái bịch rác vứt đúng chỗ không? Đến đứa trẻ con 3 tuổi nhà này còn biết vứt hộp sữa vào thùng rác. Đây phải vô giáo dục đến cỡ nào mới dứt rác lung tung trước nhà người khác như vậy? Kết quả ra sao thì mọi người cũng đoán được rồi đó. Từ đó đến nay mình chưa từng thấy ai dám vứt thứ gì trước cửa nhà mình nữa. Về làm dâu hơn 2 năm, nhưng số lần em chồng khen mình đến trên đầu ngón tay, đa phần lại mấy chê. Mình nấu ăn thì chê món này nhạt, món này nấu không đúng vị, món kia trang trí không đẹp mắt. Mình lau nhà thì em ấy cố moi móc trong kẻ tủ kẻ bàn ra thêm một đống rác bụi. Đến mức mẹ chồng mình phải nhắc em ấy đừng có quá đáng, ra sức hạch sách chị dâu, sau này lấy chồng người ta hạch sách lại. Nhưng dù em ấy có hay bắt bẻ mình thật thì cũng phải công nhận rằng em chồng mình nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cực ngon, cực chuẩn. Không hiểu sao cũng hơn một tiếng nấu nướng mà em ấy dọn ra một bàn ăn mướt mắt, ngon miệng, món nào ra món đó. Nhà cửa em ấy quét không còn một hạt bụi. Phòng ngủ em ấy, em thấy ai thấy cũng phải mê vì quá gọn gàng đẹp đẽ. Cũng có mấy lần mình đi làm, về thấy trong tủ lạnh có sẵn nước cam. Hỏi mẹ chồng thì bà bảo là em chồng pha để sẵn cho mình giải mệt. Rồi mỗi khi đi du lịch ở đâu, em ấy cũng mua quà về cho mình. Nhưng những thứ đó vẫn không làm mình có thiện cảm với em. Cho đến khi mình phát hiện chồng ngoại tình với một cô bé sinh viên. Mình vẫn nhớ hôm đó, bạn thân đang là giảng viên ở trường cao đẳng. Con bé ấy theo học, gửi hình qua cho mình xem mà mình khóc nấc cả lên. Lúc đó mình còn đang mang thai hơn 6 tháng, nên không tiện đi bắt ghen. Thế rồi em chồng mình chẳng nói chẳng rằng, chỉ mượn điện thoại mình rồi lên xe bỏ đi. Ai dè tầm tối, mình thấy chồng mình về mà mặt mày anh tái như tàu lá chuối. Em chồng lên phòng gọi mình xuống, gọi bố mẹ ra rồi nói ra tất cả những chuyện diễn ra sáng nay. Bố mẹ biết không, con đến tận trường học của con bé đó, bắt tận tay, dai tận trán mà anh ấy còn chối đây đẩy. Giải thích với con cái gì mà, chỉ là quan hệ hỗ trợ bình thường giữa leader và thực tập sinh. Rồi thì hỏng xe, nên tiện đường đi làm anh mới ghé qua cho đi ké. Chào tạm biệt còn phải ôm nhau thắm thiết. Em xin lỗi mấy cái lý do lý trấu đấy, anh đem lừa ai chứ đừng có hòng lừa em. Chồng mình im lặng không thể phân bua được gì hết, đã thế còn bị em ấy giáo huấn thêm một trận. Nên thân, anh Hùng này, anh phải nhớ anh có con rồi đấy, chả mấy mà thằng bé sẽ sinh ra. Nếu nó biết anh là một người bố vô tâm, không chung thủy, không chăm lo cho vợ trong thời gian chị dâu đang mang bầu, thì em nói thật, sau này nó nhìn anh bằng nửa con mắt em cũng chẳng thấy lạ. Nói cho anh biết em có mắt đấy, cũng không ngu đâu để mà hôm nay anh lập lè với em, chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường ở chỗ làm. Đừng tưởng anh là anh trai em thì em bao che, không có mùa xuân đấy đâu. Không những thế, em chồng còn bắt chồng mình viết một bản cam kết rồi đi đóng khung treo ngay trong phòng. Vợ bầu bì đã cực khổ, không biết thương thì đừng có làm mấy chuyện mèo mỡ bên ngoài, sau này con cháu nó khinh. Em mới dằn mặt chồng mình lần cuối bằng câu nói đó đó cả nhà. Ngầu thì phải nói là thôi rồi nhé. Sau lần đó chồng mình ngoan ngoãn thấy rõ, đi làm về với vợ con, mình thuê thám tử theo dõi cũng không phát hiện điều gì bất thường nữa. Sau mình hỏi, em chồng mới kể lại là hôm ấy em đến thẳng trường cao đẳng, yêu cầu cô bé ấy ra gặp mặt. Vừa gặp, em ấy đã thẳng tay dằn mặt cô ta ngay trong căng tin trường. Rồi em đòi báo giang ban giám hiệu, gửi ảnh về cho gia đình nếu cô ta còn dám lén phén với chồng mình. Cô ta sợ mất mặt nên thề thốt không bao giờ qua lại nữa. Em chồng mình cũng bắt cô ta viết một bản cam kết, đồng thời không quên cảnh cáo thêm mấy câu. Giờ con gái mình đã hơn 1 tuổi, em chồng mình cưng cháu như vàng. Em vẫn hay chê bai mình, nhưng mà mình chẳng còn giận dỗi em nữa. Em đã giúp vợ chồng mình giải quyết gọn gàng một chuyện lớn. Mối quan hệ giữa mình và em cũng tốt hẳn lên. Cuối năm nay em cũng lấy chồng. Theo mọi người mình nên tặng món gì cho em? Món quà gì mà đáng nhớ đáng quý để đền đáp tình cảm của em ấy đây? Chào mọi người, mình là một trap girl. Chẳng phải mình tự hào gì với cái danh xưng này đâu, nhưng mà kiểu số nó thế, mọi người cũng nói thế nên mình đành chịu ấy.
À quên, mình chưa nói tên, mình là Hân. Ừ, cái tên nghe cũng kêu cũng chảnh cả nhà nhờ. Từ nhỏ mình đã được các bạn trai, các anh trai xếp hàng thành đoàn theo đuổi. Đúng kiểu ban ngày mình gặp ai thì tối y rằng người ấy sẽ về ép phở bò mình đấy. Không phải mình thích lừa dối tình cảm của ai đâu, nhưng trai cứ lao vào, không chịu thôi chứ biết sao giờ. Thôi đến thì đón cả nhà nhờ. Mà nhiều khi mình cũng muốn ổn định ấy, nhưng cuộc sống mà, còn là chuyện tình cảm nữa. Biết sao kiểu gì giờ, kiểu trời sinh mình bị cả thèm chóng chán. Chắc là cái gì đến dễ dàng thì ta không biết tiếc. Chắc vì nghĩ vậy nhiều nên cuối cùng mình cũng gặp được anh Phong, kiếp nạn của đời mình. Anh Phong là bạn cùng phòng của một anh bạn từng tán mình. Sau thì mình thấy anh trai đấy cũng ok, yêu xong bay màu thì phí, nên mình kết nạp vào hội Friendzone, mãi mãi là bạn. Người tốt như vậy đương nhiên phải giữ rồi. Một lần mình đi ăn với anh bạn Friendzone của mình gặp anh Phong. Nhìn chung thì mình thấy anh cũng bình thường, kiểu thư sinh nhẹ nhàng, cũng tính là sáng sủa đẹp trai. Nhưng những người từng đi qua đời mình, có mấy ai mà không vậy chứ. Nên mình kể à, cho đến khúc mình nhận ra, ngoại trừ nhìn mình chào hỏi lúc đầu, sau đấy anh vẫn không buồn liếc mắt mình mấy. Lúc mình kể chuyện trong khi mọi người vô cùng hào hứng, thì anh kiểu kiểu vô cùng thờ ơ ấy, anh bận ăn. Không biết cái thứ đậu rán vừa nhạt vừa giòn, lại chấm mắm mặn chát thì ngon hơn mình chỗ nào. Trong suốt cuộc nói chuyện, mọi người càng vây quanh mình bao nhiêu, thì anh Phong lại càng ăn nhiều bấy nhiêu. Chà, chắc thích chơi trò lạc mềm buộc chặt, kệ đi. Ai ngờ đến tầm ăn xong đi uống nước, khúc này thường là khúc mình vợt cá nè, thì anh bảo mọi người ở lại, anh đi về trước, mai có bài kiểm tra. Gớm, lại tạo nét. Tối đấy mình về, không ngoài dự đoán, nguyên cái phòng của anh bạn Friendzone đều ép phở bò mình, trừ anh Phong. Tạo nét cũng không đến mức này chứ ta, hay trên đời này thật sự có người phớt lờ được mình? Càng nghĩ càng tò mò, mình lăn lộn mãi không ngủ được. Nghĩ về anh Phong, càng nghĩ càng ok, cũng đẹp trai, học giỏi, nhà cũng có điều kiện, lại còn biết chơi bóng rổ. Người như vậy, mình chủ động tí cũng được. Hôm nay anh thờ ơ với em, sau này người rơi lệ là anh đấy anh trai. Tầm ngắm trap girl của mình, sau hôm nay đã cộng thêm một con mồi. Bước 1, chia tay người yêu hiện tại cái đã. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, chơi chán rồi thì bỏ, không có làm người ta vương vấn làm gì. Bước 2, tấn công anh Phong. Ôi trời, trai tán gái thì khó, chứ gái tán trai easy mà. Nhìn anh Phong kiểu mọt sách, trông cũng không yêu đương mấy. Mình cứ bài cũ soạn lại, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, hôm nay anh ăn gì, anh có nhớ em không? Kể cuộc sống thú vị của mình, xong một ngày ghost biến mất, lại chả phát điên lên vì mình đấy chứ. Nghĩ là làm, mình tiến hành liền. Ôi nhưng thế quái nào mình ép phở bò anh không được accept, vãi trưởng, này là làm giá hay gì? Mình được cái không ngại, gái xinh thì có quyền chủ động. Cần gì ngại, mình thẳng thắn luôn. Chào anh, em là Hân, bạn anh Hoàng. Hôm trước em có đi ăn cùng phòng anh ở gần trường Bách Khoa đó. Hôm gặp anh em rất ấn tượng nên muốn kết bạn để tìm hiểu thêm ạ. Ui giời, mình nhắn thế này, xong lại xem phở bò của mình. Có khi phải ngất một lúc mới tỉnh đạt xếp ấy chứ. Nhưng mà anh ấy ngất hơi lâu, từ tận đêm hôm trước đến chiều tối hôm sau. Mình cầm điện thoại ngó nghiêng mãi, đến tận chiều tối mình sốt ruột lắm rồi, mới thấy anh nhắn lại, xin lỗi em, dạo này anh đang bận thi, nên không có để ý tin nhắn chờ, giờ anh mới thấy, xong đồng ý kết bạn và hết rồi, lạnh lùng thật chứ. Anh càng lạnh lùng thì mình càng thích, thế là từ hôm đấy, mình chăm cập nhật cuộc sống cùng anh hẳn, ăn gì, đi chơi đâu, làm gì, gặp gỡ ai, mình đều cập nhật đủ. Mình không chỉ tạo ra cho đối phương thói quen nói chuyện cùng mình, mà để người ta thấy cuộc sống của mình thú vị như thế nào. Mình đi bảo tàng, triển lãm, đi hòa nhạc, đi du lịch, trải nghiệm, đi đâu mình cũng update trừ đi bar. Chưa kể mình học gì, thầy cô giảng như nào mình cũng thuật lại hết. Nhưng chán nhất là chuyện gì anh cũng nhàn nhạt kiểu, vui nhờ, thú vị nhỉ, cuộc sống em chill quá, nhưng không hề chủ động rủ mình đi những chỗ đó. Chỉ có duy nhất câu chuyện anh hứng thú là những bài học của mình. Mà thì mình học dốt, lấy đâu ra. Mà hơn một tháng nói chuyện đều là mình kể anh đáp, mình hỏi anh trả lời. Anh chưa từng chủ động kể bất kỳ điều gì với mình. Tệ thật chứ. Suy đi nghĩ lại, kỷ niệm 49 ngày bắt đầu tán anh, mình quyết định ghost, thử im lặng một ngày xem chuyện gì xảy ra. Và wow, kết quả thật không ngờ tới cả nhà. Kết quả là gì á? Cả nhà chờ mình gửi bài sau nha. Mình buồn ngủ quá. Đúng là không gì đau khổ hơn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhìn bố dù đau lòng nhưng vẫn phải nén nước mắt làm chỗ dựa cho cả nhà. Em thương bố vô cùng mọi người ạ. Chào các anh chị, em là Lan. Quê của em là một làng chài ven biển, nghèo lắm. Học xong cấp 3 thì hầu hết mọi người sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành ngư dân
hoặc đi làm công ty. Ai nhà khá giả lắm mới được học lên đại học. Cây nghèo trộn với làn gió cháy da cháy thịt của biển khiến vẻ tảo tần hiện lên rõ nét trên khuôn mặt bố mẹ. Cả hai người đều chưa đến 50 tuổi, nhưng vẻ khắc khổ khiến bố mẹ trông phải già hơn chục tuổi. Anh trai em đáng ra cũng theo truyền thống lâu năm để trở thành ngư dân, nhưng anh bảo bám biển biết khi nào mới giàu được. Quê em và vài năm trở lại đây, mọi người đi xuất khẩu lao động nhiều lắm. Anh cũng mong được sang Hàn Quốc để kiếm tiền nhanh hơn. Phụ bố mẹ xây lại căn nhà đã đổ xiêu đổ vào mỗi lần bão tới. Em nhớ hôm đấy anh trai nói ý định đó ra, bố đang ngồi hút thuốc một mình ngoài sân đến tận khuya. Em dậy đi vệ sinh, thấy bố vẫn ngồi đó, hỏi thì bố bảo khó ngủ. Đến sau này em mới biết, bố trăn trở về khoản tiền cho anh trai đi hàng. Hơn 100 triệu đồng là số tiền khá lớn với bố mẹ, bằng thu nhập cả năm của hai người cộng lại chứ. Nhưng rồi thương anh, không muốn các con tiếp tục bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bố vay họ hàng bạn bè mỗi người một ít. Anh trai em sang hàng được một năm thì làm ăn chăm chỉ và gửi được tiền về trả dần nợ. Sau đó anh gửi tiền về sửa nhà, biếu bố mẹ sắm đồ đạc, cho em tiền học các thứ. Anh cũng bảo là làm vài năm, có tiền xây nhà mới cho bố mẹ rồi mới cưới vợ được. Mỗi lần anh nói thế, bố lại cười bảo, có ai giục mày lấy vợ sớm đâu, cứ chơi đi, 30 về lấy cũng được, bố không có cấm. Rồi đầu năm nay anh cũng thực hiện được mong muốn lớn nhất đó, ngôi nhà 2 tầng khang trang, tất cả đều là tiền anh trai gửi từ bên nước ngoài về. Anh hào hứng lắm, bảo rằng cố làm lấy 2-3 năm nữa rồi hắn về, lấy vợ đẻ con cho bố mẹ tha hồ bế. Vậy mà cuối cùng mong ước ấy của anh chẳng thể hoàn thành được. Anh được về nước vào tuần trước mọi người ạ. Nhưng anh trai em chỉ còn là hũ tro trắng. Ngày 15 tháng 4, bố mẹ và em đang ăn cơm thì nhận được điện thoại từ người bạn ở cùng ký túc với anh trai. Anh ấy bình thường khá thân thiết, tưởng rằng gọi nói chuyện thôi. Ai ngờ anh Huy bảo rằng anh trai bị tai nạn trên đường đi làm về, đang nguy kịch trong bệnh viện. Hôm đấy có lẽ là bữa cơm dở nhất cuộc đời em, bởi em chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì nữa, chỉ thấy cái mặn mặn của nước mắt cứ tuôn không ngừng. Mẹ thì than khóc, bố sốt ruột, nhưng cố trấn an em và mẹ, chờ đợi tin tức xem sao. Anh bị nặng nên đang được các bác sĩ hồi sức, không ai được vào. Người bạn của anh cũng chầu trực bên ngoài phòng bệnh và gọi điện Zalo cho gia đình em. Đến 2 tiếng sau thì các bác sĩ thông báo anh đã không thể qua khỏi. Mẹ hét lên rồi ngất đi, em vừa khóc vừa phải lay người chườm ấm cho mẹ tỉnh lại. Bố là người duy nhất còn tỉnh táo, mọi thủ tục đều được ủy quyền để anh Huy giúp đỡ đưa anh về Việt Nam nhanh nhất có thể. Đến đầu 10 tháng 5, mọi việc đã xong xuôi, cả nhà thuê xe ra sân bay đón anh. Trước đây em còn vài lần bảo với anh rằng nhất định hôm anh về sẽ mua hoa, chụp ảnh đăng Facebook khoe với các bạn, tìm vợ trẻ luôn cho. Ai ngờ được rằng cả nhà phải đón anh theo cách này cơ chứ. Vẫn là khuôn mặt hiền từ đó, nụ cười tươi rói. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị đông cứng trong khung ảnh thờ vuông vức. Mẹ không biết đã ngất bao nhiêu lần, duy chỉ có bố là bình tĩnh hơn cả. Trong lúc mọi người đều có quyền được khóc, được yếu đuối để bày tỏ sự thương tiếc, thì bố lại không thể. Bố phải gồng đôi vai mệt mỏi làm chỗ dựa cho cả nhà và lo cho anh có chỗ yên nghỉ trọn vẹn. Trong suốt hơn nửa tháng từ ngày nhận tin anh mất, em hầu như thấy bố thức trắng đêm hút thuốc ngoài hiên nhà. Mái tóc mới đó chỉ loáng thoáng vài sợi bạc, bây giờ dường như trắng gần cả hết đầu. Em biết bố cũng đau khổ lắm, nên em có bảo bố đi ngủ sớm, còn có sức đón anh về nữa. Mỗi lần bố đều phất tay bảo em vào xem mẹ có giật mình không. Bố ngồi thêm một tí, và ánh mắt bố thì vẫn nhìn xa xăm, tựa như có cả ngàn điều muốn nói nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai. Đến khi lo hoàn tất mọi việc cho anh trai, em mới thấy bố bộc lộ cảm xúc thật. Trước mặt em và mẹ, bố vẫn là trụ cột vững chắc, động viên hai mẹ con. Nhưng sau lưng thì bố đã rơi những giọt nước mắt trong thầm lặng. Đêm hôm đấy, bố ngồi trước bàn thờ của anh, vẫn điếu thuốc trên tay, nhưng bố không hút, cứ ngồi yên ở đấy. Và đến khi cất tiếng thì giọng bố đã nghẹn lại từ khi nào. Chán nhỉ, mày còn chưa lấy vợ mà, nhà to còn chưa được ở. Thôi, lần sau có đầu thai thì đừng có làm con bố. Nghèo không lo được cho bọn mày nên mới thành ra như thế này. Em bật khóc theo bố. Nếu thật sự có lần sau, em vẫn sẽ chọn làm con của bố mẹ. Em tin chắc rằng anh trai cũng sẽ chọn lựa như em. Em tự hào về bố lắm, không ăn chơi tệ nạn hay keo kiệt với vợ con. Mọi đồng tiền bố kiếm về đều cho vợ, cho con sắm đồ trước tiên. Đi ăn cổ chưa bao giờ bố quên cầm phần tôm chiên em thích nhất về. Chỉ những điều nhỏ bé thế thôi, nhưng bố chính là hình tượng của ông bố lý tưởng trong tâm trí của em.
Thế kỷ 21, đánh nhanh rút gọn đi bạn ơi. Đết ai tán tỉnh hẹn hò yêu thương đến cả nửa năm vẫn tình đồng chí nắm tay trong sáng nữa. Đừng bảo người yêu bạn cứ dậy lên khi nhắc đến nhà nghỉ, đau bụng buồn ẻ mỗi chỗ nọ, nứt chỗ kia rồi. Xưa rồi, giờ phải biết xem thời tiết. Cứ trời mưa đi đết, một là vào nhà nghỉ trú, hai là bay màu. Chỉ có con không bình thường mới không biết thương mày, bắt mày dầm mưa dãi nắng thôi. Chào các ông, tôi là Phong. Đời tôi không hiểu sao trừ một mối tình yêu phải em gái quán hát, em ấy đẩy ra cho ngã để mà được nếm mùi đời. Thì những lần người yêu sau, tình yêu nào cũng như tình đồng chí, nắm tay nhau đi đến cửa nhà nghỉ ổng quay đầu. Có chán không chứ? Dạo gần đây tôi kết một em gái lắm rồi, kết nổ đĩa, tán 2 tháng, yêu cũng độ nửa năm. Nhưng chỉ có nắm tay, đi đường mà ôm eo lại em ấy còn ngại. Mấy lần cũng à ơi mà em ấy gạt phát đi, bảo tôi không nghiêm túc, không đứng đắn, em ấy là con gái nhà lành. Mà khổ cái nếu là lần đầu hoặc chưa sẵn sàng thì cũng thôi đi. Đằng này tôi cảm thấy em ấy cũng lỗi đời lắm rồi. Tôi thì thấy con gái khôn ngoan mình chẳng thiệt tí nào. Ai chẳng muốn yêu người thông minh lanh lợi. Nhưng khổ em ấy làm giá quá. Các ông xem chứ ai đời yêu nhau đến nửa năm làm gì cũng dậy lên. Xấu với cha hổ toàn làm giá. Mà chẳng lẽ tôi lại bảo thôi khỏi đi em đừng có làm giá nữa. Thì đúng là tạch tành tanh khổ tâm lắm cơ. Hôm nọ đi nhậu với mấy thằng bạn, toàn tầm chuẩn bị lập gia đình, thằng nào thằng nấy cứ khoe người yêu tít cả mắt, chỉ có tôi trông chán. Chúng nó mới vỗ vai hỏi, ủa mày, người yêu mày trông mê ly hết ý, không khoe với anh em đi, ôm cái mặt như đưa đám để làm gì, đệt, khoe được bố đã khoe. Sau khi nghe tôi than ngắn kể dài về chuyện em người yêu chỉ có nắm tay với ôm eo, cứ đến trước cửa nhà nghỉ là lại dãy lên, thằng bạn tôi cười như được mùa, xong tuôn một tràng. Thế kỷ 21 rồi, đánh nhanh rút gọn đi bạn ơi. Đết ai tán tỉnh hẹn hò yêu thương đến cả nửa năm, vẫn tình đồng chí nắm tay trong sáng. Đừng bảo người yêu bạn cứ dậy lên khi nhắc đến nhà nghỉ, đau bụng buồn ẻ mỏi chỗ nọ nhất chỗ kia xưa rồi. Giờ phải biết xem thời tiết, cứ trời mưa đi đết, một là vào nhà nghỉ trú, hai là bay màu. Chỉ có con không bình thường mới không biết thương mày, bắt mày dầm mưa dãi nắng thôi. Phải xem cả thời tiết nữa à? Tôi thốt lên ngỡ ngàng. Mấy lần tôi cũng ỉ ôi đau bụng rồi nọ kia, mà em ấy toàn đau bụng thì vào nhà vệ sinh công cộng và trung tâm thương mại. Sao cứ phải vào nhà nghỉ làm gì? Ra là tôi chọn sai lý do. Thằng bạn thấy vẻ mặt như bừng tỉnh của tôi mới tiếp lời. Mày với nó tính cưới đúng không? Mấy đứa con gái mà tính cưới giữ giá ghê lắm. Mấy cái lý do vớ vẩn của mày mà nó đồng ý, ra là nó thừa nhận nó giữ giá à? Cũng 6 tháng rồi, khả năng là cũng mê mê rồi mà mày chọn lý do ngu quá. Thì tôi nghe lời thằng bạn. Mấy hôm vừa rồi canh thời tiết, chà, đến ông trời cũng thương tôi, ngày nào cũng thấy sáng báo nắng mà chập tối báo mưa. Thế là nhanh tay xếp ngay một cuộc hẹn tan làm đi đét của tôi và em. Đang đi dở thì mây đen kéo đến, tôi mới giả đò, em coi mưa rồi, mình vào nhà nghỉ trú mưa nha, hết mưa anh đưa em về. Gớm, bao nhiêu nhà hàng quán xá em chối thiếu vì lý do, nhưng mà người yêu tôi gật đầu cái trẹt à, nhưng mà vẫn bẽn lẽn lắm. Vâng, mưa này coi bộ to anh ạ, sợ hàng quán đông nghịch, anh xem rẻ vào đâu. Đúng bài rồi, thế là hôm đấy trời mưa đến mấy giờ tôi không biết, chứ bọn tôi phải mưa đến gần sáng. Đầu trận mưa còn nhỏ, thế mà được lát người yêu tôi hóa thú luôn, chắc cũng nhìn lâu lắm rồi. Cũng nhờ có thằng bạn, nửa năm sau bọn tôi cưới nhau. Giờ mà cứ nhắc lại chuyện ngày xưa em giữ giá là vợ tôi lại thẹn quá hóa giận rồi dỗi, chán chưa?